Chị Bí Đỡ mến chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị Bí Đỡ có một đồ chơi rất là mới và lạ dành tặng cho tất cả các bé. Đó là đồ chơi về bạn Miến Nhân. Đây là bạn Miến Nhân, một nhân vật trong phim hoạt hình Kẻ Trộm Mặt Trăng. Đây là hộp đồ chơi của chúng ta. Và với cái hộp đồ chơi này, chúng ta sẽ trổ tài cắt tóc cho bạn Miến Nhân. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp đồ chơi này ra nhé. Đây là phía trước của hộp. Đây là phía sau của cái hộp. Ta có bạn Minion Stuart với một con mắt ở đây. Và đây là bạn Minion Evil, bạn của bạn Minion màu vàng này. Và đây là một cái dụng cụ để mà ép tóc ra. Đây là một cái kéo để lát nữa mình sẽ cắt tóc cho bạn Minion. Chúng ta có một cái lược. À, và đây là cái ghế để mà khi mà chúng ta cắt tóc thì chúng ta sẽ ngồi lên ghế này. Các em sẽ thấy những cái ghế này ở trong những cái tiệm cắt tóc, ở trong những cái salon. Và ở phía sau của cái ghế này chúng ta có hai cái khuôn để mà tạo váy và tạo cái nón cho bạn Miến Nhân. Và chúng ta còn có một cái bệ để mà để cái ghế cắt tóc lên. Rất là đẹp. Bên cạnh đó chúng ta còn có bốn lọ đất nặng Play-Doh, đất sét Play-Doh, xanh da trời, màu tím, màu cam và màu vàng. Và bây giờ chúng ta hãy kết nối các bộ phận lại với nhau nhé. Chúng ta sẽ đặt cái ghế này xuống đây. Đây là bảng Miến Nhân màu vàng. Chúng ta sẽ để vào như thế này. Và bây giờ chị Bí Đỡ sẽ làm tóc cho bạn Miến Nhân nha. Chúng ta sẽ dùng đất sét màu cam. Chúng ta sẽ cho vào đây. Và các bạn sẽ ép xuống như thế này. Các bạn có thấy tóc của bạn Miến Nhân ra rồi đó các em. Tóc rất là nhiều. À, ở dưới ghế salon này chúng ta còn có những cái khuôn để tạo như là tạo râu. Râu dưới, râu trên. Tạo một cái cà vạt cho bạn Miến Nhân. Và ở cái phần này chúng ta sẽ làm một cây chổi để mà chúng ta quét tóc sau khi mà cắt đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái váy cho bạn Miến Nhân nha. Chị Bí Đỡ sẽ dùng cái khuôn này để mà tạo cái váy. Chị Bí Đỡ sẽ dùng màu tím để tạo váy cho bạn Miến Nhân. Màu tím và màu xanh. Wow, bạn Miến Nhân có một cái váy thật là xinh. Chúng ta sẽ gỡ những cái phần dư ra. Chúng ta sẽ mặc vào cho bạn Miến Nhân. Miến Nhân mặc váy vào nào. Rất dễ thương. Và bây giờ chị Bí Đỡ sẽ chải tóc cho bạn Miến Nhân nha. Ta sẽ chải tóc nào. Tóc đẹp quá, tóc màu cam.
Và chị biết đỡ sẽ cắt tóc. Cắt tóc cho ngắn lại bớt. Tóc này đã ngắn rồi. Tóc nhiều quá. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cây chổi để quét tóc nha. Chị biết đỡ sẽ dùng đất sét màu hồng và màu xanh để làm cái chổi, chổi lông gà. Chúng ta sẽ ép xuống và gỡ ra. Wow, chúng ta có một cái chổi lông gà các em. Rất là đẹp. Chị biết đỡ gỡ cái phần dư ra nha. Dễ thương quá. Chúng ta sẽ cầm cái chổi này và quét những cái phần tóc. Phần tóc rơi ra. Quét sạch sẽ nào. Chúng ta sẽ ép tóc cho bạn miếng nhanh. Và lần này tóc của bạn miếng nhanh chị biết đã sẽ làm thật là dài và đủ màu sắc luôn. Wow, các em hãy nhìn tóc của bạn miếng nhanh này, tóc màu xanh vàng tím đỏ này. Cắt tóc nào. Xong rồi, bây giờ chị Bí Đỡ sẽ làm tóc cho bạn này nha. Bạn Minh Nhân Evil màu tím này. Chị Bí Đỡ làm tóc màu xanh cho bạn Minh Nhân Evil này nha. Tóc màu xanh đẹp quá các em ơi. Wow, rất là đẹp. Và bây giờ chị Bí Đỡ sẽ làm một cái cà vạt cho bạn Minh Nhân Evil. Rất dễ thương. Và bây giờ chị biết đỡ sẽ làm nón đi, làm một cái nón cho bạn miếng nhìn. Chúng ta sẽ đội nón lên cho bạn. Chị Bí Đỡ sẽ làm một cái nón màu cam cho bạn Minh Nhân Evil. Đây là một cái nón rất dễ thương. Một cái mũ màu cam. Chúng ta sẽ đổi lên cho bạn Minh Nhân nào. Đẹp quá. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi. Chị Bí Đỏ mến chúc các em có một ngày mới thật là vui nhé. Và nhiều video về bạn Miến Nhân ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Và đừng quên nhấp vào đăng ký để được tiếp tục theo dõi những video mới tiếp theo của Good Morning Việt Nam nhé. Một lần nữa chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.